Quỷ nhập tràng. Thành cổ Pompeii, Campania, Ý. Bộ phim phỏng theo câu chuyện có thật về một du khách người Canada có tên là Nico từng đến thăm thành cổ Pompeii. Nico, tất cả những thứ ở đây đều tồn tại từ hàng ngàn năm về trước. Đúng thế, cậu hãy nhìn sự cổ kính của nó đi. Nó thật huyền diệu và đầy bí ẩn. Nó toát lên sức hấp dẫn, khó mà cưỡng lại. Quả là tuyệt khi được khám phá nơi đây. Vậy mà suýt nữa, tôi đã bỏ qua nếu như cậu không nài nỉ tớ đi cùng. Tớ cũng không biết nhiều về nơi này lắm. Nhưng Eric nói rằng, nếu đã tới Ý, thì nên tới thăm thành cổ Pompeii. À, thế ra là do chồng cậu đã khuyên phải không? Cậu hãy cảm ơn anh ấy giúp tớ. Vì nhờ thế mà tớ được mở mang tầm mắt. Là một chiếc lọ cổ từ năm 79 trước công nguyên ư? Họ có thể làm ra chiếc lọ tinh xảo thế này thì chắc chắn từ thời đó văn hóa ở vùng này đã phát triển rất cao rồi. Ôi, là một chiếc lọ à? Tất cả những thứ ở đây đều có từ hơn 2.000 năm về trước. Thật tuyệt nếu như mình được sở hữu chúng. Cậu nói gì thế? Cậu đừng nói là... Tớ đã cậy một mảnh khảm trai khi mình đi qua khu lăng tẩm. Chúng rất đẹp ghê ma ạ. Nếu được sở hữu thêm chiếc lọ này thì bộ sưu tập đồ cổ của tớ sẽ cực kỳ có giá trị. Nicole, cậu đừng làm thế. Đây là cổ vật tinh hoa của thế giới. Chúng ta không thể tùy tiện lấy đi như vậy được. Nếu du khách nào cũng lấy như cậu thì một ngày nào đó nơi đây sẽ chẳng còn gì. Không có nhiều người đam mê và yêu thích những món đồ cổ này như tớ đâu. Tớ lấy chúng không phải để bán hay kinh doanh. Tớ chỉ là muốn được sở hữu một phần của lịch sử thôi. Một chút xíu đâu có đáng gì so với hàng triệu cổ vật ở thành cổ rộng lớn này. Cậu cũng lấy vài thứ đi. Không đâu, tùy cậu đấy. Còn tớ sẽ không lấy gì hết. Toronto, Canada. Em sang Ý chỉ để mua chiếc lọ dở này với mảnh khảm trai bé xíu kia thôi hả? Nó là những vật vô giá đấy, chồng yêu ạ. À, nó là đồ cổ phải không? Anh biết, em rất thích đồ cổ mà. Cả một tủ rồi đấy. Sao em không đặt nó vào tủ đồ cổ của em? Em để đây để ngắm nó thêm chút nữa. Mỗi lần nhìn nó, em có cảm giác như bị hút vào, chẳng muốn thoát ra. Thôi nào, em đi công tác cả tuần mới về đấy. Hãy dành thời gian cho bố con anh đi. Thầy gì ngắm mấy thứ này. Anh có thích chiếc mũ em mua cho anh tại Ý không? Anh rất thích. Suri cũng ôm con gấu bông em mua cho nó để đi ngủ rồi. Em biết con bé sẽ thích món quà đó mà. Chuyến đi khiến em mệt quá. Em phải ngủ một giấc đây. Phải đó. Em đi ngủ sớm đi. Có cần ăn thêm thứ gì không? Để anh làm. Cảm ơn Eric. Em chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu thôi. À mà, mai là cuối tuần. Em sẽ nấu món gì đó thật ngon cho hai bố con anh, bù đắp lại những ngày em vắng nhà. Nếu em mệt thì cứ ngủ thật đã đi. Mọi việc đã có anh rồi. Anh bật đèn làm gì thế? Tắt đi để em ngủ. Anh đang nằm im, đâu có động vào công tắc đâu. Lạ nhỉ. Anh Eric, mấy ngày em đi vắng, chiếc đèn này vẫn bình thường chứ? Mấy hôm trước nó vẫn bình thường mà. Em tắt lại đi xem sao. Hay là nó mới bị lỏng điện? Suri, đạp xe chậm thôi, kẻo ngã đó con. Em yêu, đêm qua em ngủ ngon không? Em ngủ một giấc say, chẳng còn biết gì trời đất nữa.
em đang nấu món gì cho bố con anh đấy? Món cà ri gà, cả hai bố con anh đều thích mà. À mà, tại sao sáng nay Suri đạp xe chăm chỉ vậy anh? Con bé rất lười đạp xe cơ mà. Không hiểu nữa. Sáng nay con bé kéo xe ra vườn với bộ mặt không vui. Anh có hỏi mà không thấy con nói gì. Mẹ, con đạp xe như vậy đã đủ chưa? Suri, hôm nay mẹ thấy con tập xe hơi lâu đấy. Con vốn không thích xe đạp mà. Chuyện gì khiến con thay đổi như vậy? Chẳng phải đêm qua mẹ đã qua phòng con và nói rằng con quá béo, cần phải đạp xe nhiều cho gầy bớt đi còn gì? Rõ ràng hôm qua em đã ngủ rất say mà. Suri, liệu có phải là con mơ ngủ không đó? Mẹ con không bao giờ chê con béo cả. Đêm qua khi con đang ngủ thì nghe thấy mẹ gọi, sau đó có tiếng thì thào vào tai con, nói rằng Suri béo và xấu xí, con cần phải đạp xe nhiều cho gầy bớt đi. Đấy chẳng phải mẹ thì là ai? Ôi, con bé mơ ngủ rồi. Chị Nikon, em đến để nhận quà từ Ý mang về của chị đây. Dạ, em gái đến nhanh quá nhỉ. Nghe thấy chị có mua quà cho em là em phải đến ngay chứ. Chị cô mang về nhiều thứ lắm, có cả những món đồ cổ mà không một ai từng được sở hữu đâu. Thật hả? Cho em xem với. Ôi trời, chị Nikon. Biết thế, em cũng đi cùng chị để có thể được mang về những món đồ cổ quý hiếm như thế này. Chị đi công tác, tranh thủ ghé qua thành cổ Pompeii, chứ có phải đi chơi đâu. Thì em bám theo chị cũng được chứ sao. Khi nào có thời gian, em nên tới đó. Đấy là một nơi rất tuyệt. Em sẽ thấy vô cùng đặc biệt khi được chạm tay vào những cổ vật. Nhất định rồi. Giờ thì em phải ghé qua thư viện đây. Hôm nay tới ca em trượt rồi. Chiều qua chị ăn tối nhé. Em chưa biết được, để xem đã. Ngồi đợi chị đi lấy quà cho em nhé. Chị Nikon, chị vừa nói gì à? Quà của em đây. Chị Nikon, có phải chị vừa nói em hãy đặt chiếc lọ xuống không? Em làm sao đấy? Chị chỉ vừa nói rằng quà của em đây thôi. Chưa già mà đã lãng tai rồi. Rõ ràng em đã nghe thấy câu nói đó. Thôi nào, thử quà của chị đi. Em cảm ơn chị gái yêu của em. Bây giờ em phải đi gấp. Nhất định tối về em sẽ thử nó. Thôi được, chị đã phải chọn rất kỹ lưỡng đó. À mà, chị cho em mượn xe. Lúc đến đây anh Henry đã đưa em tới, nhưng anh ấy phải tới chỗ làm rồi. Đợi chị lên nhà lấy chìa khóa xe cho em. Chị phải mang cất món đồ quý hiếm này, kẻo em lại làm hỏng nó. Thôi đi, chị làm như em là kẻ phá hoại không bằng. Không hiểu chìa khóa xe mình để đâu nhỉ? Cứu tôi với. Bê ta, em đấy à? Eric, là anh à? Suri, có phải con đó không? Chuyện gì thế này? Tôi làm sao vậy nhỉ? Không, không. Chị Nikon, chị làm sao vậy? Chị toát hết mồ hôi rồi đây này. Chị không biết nữa. Có lẽ chị vẫn còn bị mệt vì chuyến đi, cho nên có chút ảo giác. Đầu chị hơi đau. Chị làm em sợ quá. Tự nhiên thấy chị la hét. Chị khóa xe đâu? Đưa em không muộn giờ của em rồi. Chị không biết chị để nó ở đâu nữa. Đây này. Ừ nhỉ. Vậy mà chị tìm không được. Thôi em đi đây. Chị giữ sức khỏe đi. Mới đi xa về, nghỉ ngơi đi đã. Ừ, chị biết rồi.
Mình nhớ là mình đã đóng cửa rồi cơ mà. Cứu tôi với, nóng quá. Đưa tay đây, nắm vào tay tôi đi. Nắm vào tay tôi đi. Nắm vào tay tôi đi. Không. Sao cơ? Cậu nói sao? Bê ta bị làm sao? Không, không. Anh Eric, bê ta còn chưa thử món quà em mua cho nó. Vậy mà giá như em gái em không trở về nhà muộn như vậy thì đã không gặp tai nạn rồi. Cảnh sát nói rằng nhìn lại hình ảnh trong camera, lúc đó trong hầm không hề có người. Vậy mà bê ta đã đánh lái như tránh một ai đó rồi lao xe vào tường của đường hầm. Nico, anh biết là em đang rất sốc, nhưng bê ta đã ra đi rồi. Cho dù em đau khổ thì em ấy cũng không thể sống lại được. Hãy lên phòng nghỉ ngơi một chút đi. À mà Suri đâu rồi anh? Chắc con bé đang ở trong phòng. Anh đã nhờ bà nội tới trông nom con bé rồi. Em đừng lo. Để xem con bé Suri thế nào. Mấy ngày nay vì việc của dì bê ta mà mình đã bỏ bê con bé. Không! Cụ bà bị lên cơn đau tim đột ngột, cũng may là phát hiện kịp thời. Hiện tại cụ đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thể tỉnh ngay được. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Còn con gái tôi thì sao ạ? Còn con gái của anh chị, tôi không hiểu sao chiếc tủ có thể đổ mà đè lên chân cô bé. Chiếc chân gãy cũng đã được bó bột. Trẻ con sẽ hồi phục nhanh thôi. Thật may là lúc đó em không trở vào phòng của mình mà lại quay sang phòng Suri. Nếu không thì... Mọi người đều được cứu sống rồi. Cảm ơn bác sĩ. Con ăn đi, mau khỏe rồi mình sẽ trở về nhà nhé. Mẹ ơi, con sợ về nhà. Vì sao thế? Nào, bà cháu mình cùng ngồi đây cầu nguyện cho dì bê ta của cháu nha. Các người sẽ phải chết. Các người sẽ phải chết. Cầu nguyện cũng vô ích thôi. Các người sẽ phải chết. Một cái chết đau đớn. Từng người, từng người một. Bà ơi, bà ơi, bà tỉnh lại đi. Con phải đi gọi người tới cứu bà. Tới lượt nhà ngươi. Con đang nói gì thế? Không thể như thế được. Suri, con nghỉ ngơi đi. Bố nghĩ là con đang mệt nên bị như thế đó. Anh tin lời con nói. Chính anh cũng nghe thấy những tiếng thì thào. Sao anh không nói với em? Em tưởng là mình bị hoang tưởng chứ. Vậy là em cũng nghe thấy phải không? Em còn thấy những chiếc bóng chạy qua chạy lại trong nhà của mình vào ban đêm nữa. Nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với căn nhà của chúng ta. Anh cũng không biết nữa. Những chuyện gần đây thật khó tin. Chắc là chúng ta sẽ khó lòng mà giải thích được với mọi người. Anh ở lại chăm con nhé. Em phải qua thư viện lấy một vài đồ còn lại của bê ta vẫn còn để ở đó. Ừ, em đi đi. Anh sẽ sang phòng bà nội Suri xem bà đã tỉnh lại chưa.
Chị Nicole, em chia buồn cùng chị và gia đình. Đồ của bê bê ta vẫn còn ở bên kia nữa. Có cần em mang sang cho chị không? Ừ, vậy phiền em mang giúp ra đây cho chị nhé. Bê bê ta đang tìm hiểu một cuốn sách nói về thành cổ Pompeii. Không phải là nơi mình vừa quay về sao? Gì thế này? Thành cổ Pompeii là nơi chôn vùi hơn 1.000 xác chết từ hơn 2.000 năm về trước. Trận núi lửa từ năm 79 trước công nguyên đã chôn vùi cả một thành phố. Nếu vậy, chẳng khác nào nơi đây có hàng ngàn linh hồn sao? Trời ơi, họ từng có lời nguyền. Bất kể ai mang một đồ vật nào đó rời khỏi thành cổ Pompeii, người đó và cả gia đình họ sẽ phải chịu một cái chết đau đớn. Trời ơi, vậy thì chính những cổ vật mà mình mang về đã gây tai họa cho cả gia đình mình rồi. Những tiếng thì thầm là từ đây. Chuyện gì thế này? Đau quá. Chị Nicole, chị sao thế? Khi phát hiện ra chính những món đồ mình mang về từ Pompeii đã gây ra tất cả mọi chuyện, Nicole định sẽ về nhà để gửi trả chúng lại cho di tích thành cổ Pompeii. Nhưng cô đột nhiên bị lên cơn đau quằn quại. Nicole được đưa đi cấp cứu và phát hiện ra cô bị ung thư phải mổ gấp. Eric, chồng cô, đã thay vợ mang những món đồ được lấy từ Pompeii trả lại đúng nơi nó thuộc về. Sau khi những món đồ được đặt về đúng chỗ, gia đình Nicole đã thoát khỏi tất cả những tai ương. Chỉ có những người mất thì vĩnh viễn không thể sống lại được. Bibakit, siro tăng đề kháng cho trẻ sơ sinh từ châu Âu, giúp bé khỏe mạnh, ăn ngon, giảm ốm vặt nhờ công thức hoàn chỉnh 3-1 với 18 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Có Bibakit, bé lớn khỏe, mẹ an tâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.